Em chào các bác. Đây các bác ạ, người ta bảo rồi, đố ai không ăn thịt gà, đố ai chống lại tuổi già đến mau đấy. Tóc đã bạc, mặt lại thêm nhỏ đấy. Làm sao để đen lại cho mau, làm như thế nào đấy. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một cái gọi là cái sản phẩm dầu gội phủ bạc rất là tuyệt vời mà em đã được trải nghiệm đấy. Em sẽ làm để cho các bác nhìn xem là mình chiến thắng nó có đúng không đấy. Nếu mà nói sai ngày mai em không nói nữa. Đây các bác ạ, đấy, các bác thấy như thế không? Em dự trữ rất là nhiều sản phẩm dầu gội phủ bạc keo lai, bởi vì là giá nó rẻ hơn dầu gội thông thường, cho nên cứ phải tích ở đây đấy, dùng dần cho nó thoải mái. Bây giờ em bắt đầu gội đầu các bác ạ. Đấy, xong rồi các bác nhé, bây giờ em lau. Em lau rồi. Rồi lau khô này. Đây, đúng như em nói các bác nhé, không hề dính gì nữa, không hề dính vào da đầu và không hề dính vào khăn. Đấy, khăn tắm này vẫn trong phòng. Đấy các bác thấy không? Đây, các bác nhìn tóc chiến thắng này, tóc đã đen. Đấy, không khô da và cũng không gây đỏ da. Đấy, màu tự nhiên, bền đẹp 2 đến 3 tháng đấy. Có hai màu nâu và đen để quý khách lựa chọn. Giá cả đang có ưu đãi vô cùng hấp dẫn, chỉ 199k. Đặc biệt nhân dịp này còn tặng thêm chai xịt dưỡng phục hồi tóc 159k. Các bác ạ, dầu gội phủ bạc keo lai có thương hiệu uy tín trên thị trường gần 20 năm, và với cái tâm của chiến thắng khi đã dùng sản phẩm được 2 năm, thì chiến thắng khuyên tất cả các bác anh chị hãy đến với sản phẩm dầu gội phủ bạc keo lai. Các bác sẽ yên tâm và hài lòng khi dùng sản phẩm. Thế ai có tóc bạc hãy nhớ đến dầu gội phủ bạc keo lai. Dầu gội phủ bạc keo lai xóa tan đi tuổi già và cũng xóa tan đi lão hóa.